Hello mọi người, hôm nay là thứ tư. Giờ em đợi lại tiếp tục giới thiệu đến toàn thể quý anh chị các bạn một cái chiếc xe để anh chị em về đi chơi Tết và về chở đào chở quất đây. Cái chiếc xe mà nằm trong cái phân khúc tầm tiền 335 triệu, chiếc Ford Ranger số tự động đời 2014 màu vàng cát, tên tư nhân biển Hà Nội. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe nhá. Về chiếc xe này thì em khẳng định cam kết bao bằng văn bản cho quý anh chị, bao zin không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số là nguyên bản. Toàn bộ pháp lý thì bao rút hồ sơ cho anh em và cam kết không có phạt nguội kể từ ngày giao. Đấy, toàn bộ các cái phần đồng sơn của chiếc xe đường gân chỉ rất là căng và đẹp nhá. Đấy. Xe sử dụng động cơ máy dầu 2.2 và xe nhập nguyên chiếc Thái Lan. Đây, toàn bộ từ các cái phần khe hở cánh cửa, kính đèn đều zin và đều được dán phím cách nhiệt. Tất cả các cái khe hở đều nhau này. Đấy. 100% là cam kết được cho quý anh chị là bên em Lợi không làm xe tai nạn ngập nước nhé. Đấy. Đèn hậu của chiếc xe này, cản sau rất là đẹp. Và với chiếc Ford Ranger thì quý anh chị biết rồi, form dáng rất đẹp và đi lại thì máy dầu đi hết khoảng 6-7 lít 100 cây thôi. Tết này mà có chiếc xe này vi vu đi khắp thành phố thì quá là vui đây. Đấy. Toàn bộ các cái phần đồng sơn bên phụ của chiếc xe này, đường gân rất là căng, căng đét luôn quý anh chị ạ. Và toàn bộ tôn vỏ xe nhập cực kỳ dày dặn và độ cách âm của xe nhập thì cực kỳ tốt nhá. Đấy. Lốp dép của chiếc xe thì rất là dày. Lốp này thì anh chị em không phải lo nghĩ gì. Sassi khung gầm này, nguyên zin với khung gầm Hà Nội thì quý anh chị quá yên tâm luôn. Đấy. Tất cả các cái phần tay nắm cánh cửa này, đến gáo gương này, kính đèn không bị rạn nứt nhá. Và toàn theo xe hết. Đây, lốp phía trước của chiếc xe này, dày này. Sassi khung gầm không bắn neo gì. Đầu sassi là nguyên zin. Cái bướng gầm của chiếc xe này, quý anh chị nhìn cái bướng gầm này. Đấy, nó khá là đẹp nhá. Xe chỉ chạy trong phố phường thôi. Toàn bộ bướng gầm rất là mới. Đấy. Với cái tầm tiền mà 335 triệu thời điểm này giá rất là hợp lý, trợ giá cho anh chị em. Toàn bộ xe bao đẹp, bao zin. Để một số tự động, máy dầu. Vâng, sau đây em đợi sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhé. Vâng, đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này. Từ cột kèo, tắp ly, cánh cửa đều zin hết nhé. Kính đèn đều được dán phím cách nhiệt. Và các cái phần sùng chỉ cánh cửa em quay cho quý anh chị này, zin 100%. Tắp ly cánh cửa bậc lên xuống này, cột kèo ốc khóa, đây, ốc khóa zin nhá. Nội thất ghế phía sau này đều rất đẹp, trần nỉ nguyên bản từ đầu. Và các cái phần cột kèo này, vô lăng củ số của chiếc xe này rất là đẹp nhá, bóng khí là nguyên thủy này. Anh em nào mà biết xem về các cái phần nội thất xe này, đây, rất là đẹp nhá. Gioăng chống ổn đều đầy đủ và không bị chảy rách. Đấy, xe cam kết bao zin, tay nắm này, kính thì đều có hãng Ford và đều có số 4 nhá. Và toàn bộ các cái phần nội thất bên trong, phía trước của chiếc xe, ghế lái, ghế bên phụ đều rất là đẹp nhá. Đấy, cột kèo trần phao, đấy, tem mác này, ốc cột này, zin, sơn đánh dấu của nhà máy còn nguyên. Xe đời sâu nhưng mà rất chất và rất đẹp. Đấy, ốc tai, ốc khóa bản lề, cột kèo bao zin hết nhá. Xe hộp số tự động đây. Vô lăng của chiếc xe này nguyên thủy và toàn bộ bóng khí là nguyên zin. Vâng, em Lợi đang giới thiệu đến toàn thể quý anh chị các bạn một cái chiếc xe Ford Ranger với cái phân khúc tiền 335 triệu nhá. Giá khá là hợp lý và toàn bộ xe bao zin, bao đẹp. Tất cả xe thì tên tư nhân biển Hà Nội, cam kết chuẩn chỉ và khẳng định bao test bao cho anh chị em kiểm tra. Đấy. Đây, chỉ cánh cửa sau, cốp sau nguyên zin, đèn hậu này nguyên bản hết nhá. Táp ly cánh cửa bên lái của chiếc xe đây chỉ nguyên zin và các cái phần cột kèo bậc. Đấy, đều zin hết và nội thất ghế phía sau này, trần phào này. Anh em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào mà có nhu cầu bán xe lên đời xe alo em Lợi nhá. Kênh em Lợi thì tập trung vào các dòng xe bán tải để phục vụ quý anh chị công việc và làm ăn rất thuận tiện nhá. Đây, toàn bộ các cái phần
ốc này, zin này, chỉ này, sẵn sàng là cam kết bằng văn bản cho quý chị nhé, tem mác đầy đủ hết này. Đấy, nỉ này, lên xuống kính điện này, kính này, rất đẹp nhé, vô lăng của số này, audio của chiếc xe là 13 vạn nhá, màn hình này, cam hành trình đầy đủ hết, đấy. Xe sử dụng động cơ máy dầu 2.2 nhá, lốp dép của chiếc xe rất dày, đấy. Gân guốc rất căng và đẹp, đồng vỏ tôn vỏ móng tan luôn. Đây toàn bộ các cái phần khoang động cơ này, từ tai này đến ốc cabo này, zin này, chỉ cabo nguyên bản hết nhá. Tất cả các phần đinh bấm, đinh dập của cabo này nó còn nguyên và đẹp như thế này đây. Đấy, hai bên đều nhau và các cái phần nhựa của cái chiếc xe còn sáng và mới nhá. Đấy, chân đèn đều zin. Máy của động cơ đây, máy động cơ 2.2, ốc cam còn zin và tem mác đầy đủ hết nhá. Sơn đánh dấu các dây cura còn vàng và đây. Đấy, toàn bộ xe đây, bao zin, cổ bô cổ xả ăn sáng này. Ốc khoang ở trong máy còn nguyên zin nhá. Nên là tuyệt nhiên là máy là chưa tháo lắp và không bị ngập nước, cam kết chuẩn chỉ 100%. Đấy, sau đây em sẽ nổ cái tiếng động cơ cho quý chị nghe nhá. Vâng, và đây là cái tiếng động cơ đang hoạt động nhá. Máy chạy rất là êm nên quý chị này. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý chị các bạn một cái chiếc xe mang thương hiệu Ford Ranger sản xuất năm 2014, số tự động một cầu XLS màu vàng cát, tên tư nhân biển Hà Nội, và bao rút hồ sơ cho quý chị. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 335 triệu. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào và gặp lại quý vị các bạn.